Đầu tiên là voi phải trẻ, thứ hai là có sức mạnh, thứ ba là nài voi với người ở đằng sau đều có sức khỏe thì mới nài được nó được, rồi mới lái nó được, mới vững được. Không mà mình mà yếu thì nó lại lái mình đi. À, một là ví dụ khách đông như này nó sợ, một là nó bỏ chạy, hai là nó không chịu đua. Ngày xưa thì em chỉ nghĩ là voi thì chỉ có kéo gỗ rồi giúp đỡ mọi người thôi, chứ em không nghĩ là nó đã làm được rất nhiều thứ, không những kéo co rồi đá bóng rồi còn chạy rồi bơi rất là nhiều ạ. I can't think of any argument that makes it right hitting your elephant to make it run for entertainment. For me, that is just one of the highest levels of animal cruelty, especially because it's entertainment.